bịch này nó mới dở cái chỗ này nè chú. Chú biết sao không? Thì cái bịch này nè, bữa con thiếu 20 bịch con rau bù đăng con mua cho nó tiện. Khi mình bơm căng lên á là nó sẽ xì cái này ra nè, nó bung cái này ra nè. Cái bịch này nè, nó dở cái chỗ này. Dùng cái này chi phí rất là rẻ. Cái này ống to nên nó ít nghẹt. Cái này năng suất mũ mình tăng được bao nhiêu phần trăm mày ta? Cái này hả? Nếu mà tính ra thì nó như gấp đôi. Gần như gấp đôi. Như luôn cái rằng. Giết rồi mà nhớ. Đây đâu nhớ chừng thì bình thường cái này cạo chừng nha. Hết rẫy này cạo chừng 5 canh. 5 canh hơn. Không có điều kiện nào đây mà làm này thì 9 10 canh. Ai còn khúc nguyên khúc dưới kia em không làm luôn mà. Em bỏ một khúc dưới luôn mà. Như khúc dưới cả trăm cây em chưa làm. Còn thời gian mình làm thì như thế nào? Có nhanh hơn cạo hay là chậm hơn nhiều? Cái này em làm cái này nó chậm hơn, nhưng mà làm cái kiểu kia thì chắc nó nhanh hơn. Làm kiểu này nó chậm. Thì kiểu như có người đi trước á. Người đi trước cái thọt cái ống này vậy nè, cái móc lên vậy, cái người đi sau phải hai người, nhanh lắm. Còn một người thì nó lâu. Còn từ khi làm cái lo này nhanh hơn nhiều. Cái lo này. Cái con nắp cũng vậy. Nó cũng vậy, nhưng mà có cái nó tiện hơn là khi nó đông mũ nè. Khi nó đông mũ trong đây á, trong nó mưa nó ấy, mình móc nó dễ. Cái chai mình lấy nó khó, cái này mình thò tay vô mình lấy cái một. Còn cái chai nó khó. Đúng rồi, cái chai nó khó rồi. Chứ mấy cái này nhiều cây, nếu như nhiều cây bự chơi cái chén đâu có được đâu. Chơi cái chén là nó tràn chén hết. Vậy thôi. Vậy cái để ngay cỡ nó rồi, cái này nó có cỡ hết rồi. Để vậy cái mình khoan gắn vô thôi. Nhưng mỗi cái này nó có cỡ hết. Cái nào dặn vô nó cũng có cỡ hết. Cái này vừa khoan vừa vệ sinh ống thì nó mất khoảng thời gian bao lâu em? Chẳng hạn như cái vườn này bao nhiêu cây? Vườn này 1000 cây, một lần em làm 500 cây. Mất bao nhiêu thời gian? Khoan nếu mà hai người đi thì 2 tiếng hơn à. 2 tiếng. Người thì 4 tiếng. Còn cả khoan lẫn vệ sinh ống hay là chỉ khoan thôi? Khoan không thì 2 tiếng chứ mấy. Khoan không 2 tiếng hả? Không tới nữa chứ, nhanh lắm, khoan xong khoan nhanh. Khoan nếu mà người khoan người nhét ống. Một người đi trước là làm vậy thôi, cái móc lên vậy thôi, cái là người đi sau là khoan thôi. À. Móc vô vậy cái người đi sau khoan gắn vậy. Tự nhét luôn. Thì chú một tay vậy, chú một vậy nó rất nhanh rồi, chứ, rồi. Nhanh hơn cạo nhiều luôn á. Rồi. Còn chủ yếu nó lâu cái này nè. Nó lâu là người đi trước là nó lâu nhiều cái như mình trút á, nếu mình trút mình kỹ mình gõ cái này ra thì nó dằn hết cái đó rồi, dằn hết cái mũ ra. Nhanh hơn. Còn này như mình dày cái mình để vô khoan cái mình để ịnh dày cái xong chứ mấy có gì đâu. 2 tiếng là có nghĩa cỡ cả thời gian là mình rút vệ sinh luôn hả? Hai người cỡ cả vệ sinh. À. Là một người vệ sinh một người khoan. Ống này thì nó to nó không nghẹt, chỉ có cái mất công là phải rút cái mũ ở trong đây ra. Như cái này như mình rút vậy đúng không? Cứ mình gỡ về cái mình rút cái này vô xô, còn tay này thì mình dày thôi, tay này mình vũ thôi. Nhưng đứng nhưng để cái ống nhát cái ống này có cái nắp cho nó đứng lên vậy thì nó đâu có giờ đó. Mà để vậy nó cũng không sao. Cái này nó dễ lắm, trút xong cái dục xuống vậy cái khỏe. Còn bơm khí thì sao? Bơm khí này hả? 500 cây cỡ khoảng mất thời gian bao lâu? Nãy giờ em bơm gần xong hả? Em bơm hết bên này rồi. Xuống gần xong gần sau 1000 cây hay gần xong 500 cây? Gần xong 500 cây. Làm chưa tới 1 tiếng. Chưa tới tiếng là 500 cây. Vợ đi trước nó mở nút nè. Qua đây qua đây em chị. Mình thấy còn để đó, từ cái hàng này đổ về đây là nửa hàng này là 500, từ cái vỏ sắt qua bên kia là 500. Bơm hết nửa bên này bơm hết rồi, còn dưới đây còn mấy hàng nữa chứ mấy, nếu mà chú vô trễ tí nữa con bơm xong luôn. Nhanh mà bơm này nhanh mà. Ở trong vườn có nhiều cây nó bị dạng mũ đông nhanh, nó năng suất kém không? Có khoảng bao nhiêu phần trăm ta? Cái mũ mình nó đông ha. Có nghĩa là cái cây đó cho năng suất kém, cho ít mũ. À. Hơn so với bình thường á.
cái cây mà nói chung cái này thì nó cây mà nó ít mũ thì nó thêm xíu, nó thêm mũ, còn cây nào nó nhiều thì nó nhiều thêm nhiều vậy. Nói chung cây nào nó cũng tăng mũ hết đấy. Đây nè, bơm tới đây rồi nè. Đó, còn mấy hàng chỗ này nữa chứ. Đây nè, vợ đi cứ đè xẹp về cái em sao. Mà nó đè xẹp vậy nè. Cái em sao em bơm thôi. Vậy có nghĩa là cũng cần hai người và mất tầm khoảng 1 tiếng cho 500 cây. Này một người em cũng làm được mà, nói chung một người thì nó lâu nó một người thì thường là bao lâu? 12 tiếng hơn. À, 2 tiếng hơn. Cái bơm định lượng này em xài thấy thao tác được không? Có cần phải trả tiếng hay trả nhanh hơn? Nhanh chứ, em xài 75 thôi không à, chứ em xài 50. Em xài 75 với 80 thôi, chứ em xài 50. Tại cái này của em bơm 50 nó ít mũ. Ít mũ với lại nó ra bữa đầu thì được. Bữa đầu thì nó vẫn mũ nhiều, nhưng bữa sau á là nó đông trong chai này nè. Nó ưa bị đông cái phần dưới này nè. Cho nên 75 thì nó lấy điều độ thôi, nó không bị. Còn em là làm theo D3 một lần bơm khí 3 lần lấy mũ thôi. Không, em 2 lần. À đúng rồi. Okay. 2 lần thì nó đều đặn nhưng mà nó mất cái công bơm khí nhiều. Công bơm khí. Nhưng mà lần thứ 3 lấy em lấy bao nhiêu lần rồi? Hồi đó anh Tuấn anh chị cũng 3 lần. Mà lấy 3 lần nó không đạt đâu. 2 lần thì nó đạt hơn nó đều. Mà anh quay lên rừng tháng đầu tiên rồi nó có vàng giết gì đâu. Nó cũng vậy thôi. Tại cái này là đầu mùa mưa lá nó rổ gì thôi, nó vẫn xanh mít thôi, nó có vàng gì đâu. Cái này lấy đừng có lấy tăng quá mức thôi, chứ hồi xưa nông trường là nó bị cái tình trạng lấy tăng quá mức đến 3-4 lần. Em ơi, thì cây nó ảnh hưởng. Là Phương nói là về cái cái này nè, bữa em mới mua nè, về cái này, em phải thay cái ống của em vô nè. Cái này nó hơi xì, làm cái kiểu này em muốn cái kiểu này nó muốn đổi, nó muốn đem ra đổi lại cho mình cái kiểu mình kiểu gắn này đúng không anh? Vậy em gửi cho anh cái cái đầu này. Em gửi anh cái đầu đó là gắn lại. Ngày mai không mang ra đổi cho con. Nhưng mà cái đầu đó chắc em phải gửi cho chuyến hàng sau chứ em không có mang sẵn. Phải gửi còn không anh khó lắm. Dạ, còn không anh tháo bớt cái nhà cái ra xong anh gắn qua đây. Tháo thì được rồi, nhưng mà dạ, con cái bây giờ là phải tháo này ra. À đúng rồi, cái này tháo này em dán keo rồi. Đó phải để lên sau đồng hồ. Sao em gửi cho anh một cái này. À. Rồi sau đó lấy cái này hay, nó dễ hơn. À. Cái này nó dở, cái này ra cái nó xì, cái ống ti vô này lâu ngày nó nắng. Cái này thật ra là lấy hột quẹt vô đây vô mà nó hơi khó làm. Ống này nhỏ lắm, không vô được. Cái này cái đầu này bự cái quá. Này mỗi lần chút mũ mất khoảng bao lâu ta? Này làm cái nhanh. Này nó có cái này cũng nhanh lắm, tại em để vậy chứ bình thường em bẻ vậy không, để vậy vô cái xong. Nhưng mà cái này nó mưa vẫn vô đây là bị đông nè. Không đâu nữa chú, không đông nữa chú. Chú bơm như cái này, chú bơm tới cái dạch trắng này mưa có đông nè. Bơm dạch này không bao giờ đông. Tăng khí lên cho nó mũ cho nó chậm đông hơn. Đang mưa luôn, cơm qua luôn. Đâu. Nếu mà bơm cái dạch trắng này lên tới đâu nó căng như thế này hả? Dạ. Cái này hồi nãy không phải đâu. Cái này nãy có khi gương ấy. Đây, nó như vậy. Nó như vậy. Nó 75 là nó như vậy. Nó như vậy. Con cũng có cái ống xe ranh tỉnh con thử chứ. Cái này là con mới bơm xong này. Có nhiều cái nó bị xì lắm mà con chưa đi rảnh thay. Mấy cái nó cũng có cái bịch nhỏ hơn thì nó tròn chứ nó không đều. Mấy cái này mũ khiếp lắm. Mấy cái này. Cái đất này á. Đất này. Mấy cái này mũ khiếp. Đất này nó mát đất lắm nè. Này là không, cái này là không bao giờ xịt thuốc luôn nha chú. Ừ, giữ phát đó. Phát đầu mùa giữ phát hai lần rồi đó. Giữ màu. Phát hai lần. Xịt thuốc là dở lắm. Xịt thuốc này, là con mô coi mô bỏ phân là để đây nè. À. Mô bỏ phân là đây nè. Hồi đó bà già bà mua cái đây này chứ gặp con cũng mua mà đỡ mua rồi làm luôn. Cái khúc được khúc trên này bằng có một xíu chỗ này. À. Còn bụi xiết thì ngon bằng lắm. Vậy nói cái này về hiệu quả kinh tế thì nhắm khoảng bao lâu thì lấy lại vô? Cái này nó tùy theo chứ sao em nói được. Mưa chứ. Thì lấy những ngày mưa để lại vậy. Nói chung cái này mưa thì người ta không bán mũ được. Mình có tiền cũng được. Nói chung vậy. Mình có tiền. À. Mình cũng bán được. Mà nó khỏe. Nửa đêm đi cạo mệt lắm. Nửa đêm đường này mà trời mưa đi thì chú thấy cảnh rồi đó. Cái này thì nếu mà nửa đêm vô là phải ở lại luôn ấy. Cái này giả lại cái này còn nó miệng đục nè chú. À. Nó miệng đục nè. Đúng rồi. Nó miệng đục nè. Cho nên mưa nó đóng cao nó ướt. Ừ.
con cũng đục ngay ranh không á chứ. Con đục mũ dữ lắm chứ mà chẳng qua làm biến. Mưa này nó đâu có cạo được đâu. Biết mấy cái đục này nó cao quá, mưa nó vẫn tạt ở đây được. Mưa nó vẫn tạt ở đây được. Cái này mưa, cái này mưa cạo nó nhanh cuối cây lắm, nó nhanh đứt mũ. Mưa cạo nó nhanh đứt mũ. Có cây chỗ này cũng mũ dữ lắm, mấy cái bự á, mấy cái bự mũ khiếp. Con nói mà những cái cây nào mà nó bự như vậy thôi, tại nhà con nó có mấy chục cây như vậy à, mấy cây như vậy thôi là mấy chục cây là thấy canh mũ rồi, bốn năm chục cây là canh mũ rồi, mấy cây như vậy thôi là hơn canh mũ rồi. Ở ngoài nhà hả? Không, nói chuyện mấy cây vườn con nó vậy nè, cái vườn này nè, mà nó được chừng 100 cây như vậy, 200 cây như vậy là quá ngon. Ba lần lấy là đủ lấy là vô rồi. Đến 3 lần. Lần 2 lần chứ mấy? 2 lần. Cái bự này, mấy cái bự này mà là một can là cái nào? Cái bự này hay cái này? Cái lúc em làm canh bự này nó đông cục dưới nè, em bỏ cái em làm canh này nè. Là một lần là đầy canh này ha. Nó tới đây nè. Thì cỡ khoảng 750. Tới đây là anh biết nhiêu không? Ký 2 rồi, ký 2, ký 3 rồi. Nhưng mà đầy này chai nó rưỡi. Nó đầy chai này là 1,5 kg đúng nè. Bữa em căng rồi mà nó đầy cái chai này là căng luôn, cái chai này là 1,6 kg nè. Chai thì bao nhiêu đâu, vậy là một chai này là 1,5 kg đó. Chai này là 1,5 kg đó. Như chai này, như cây này bình thường lấy lần 1 kg không, ký đâu lên không. Như cây này cây lá xanh tốt vậy, lá xanh tốt đó, nó đâu có bị gì đâu. Có đợt đầu mùa mưa cái nó ấy này, cái heo đơ ba là ok. Còn hồi xưa nông trường là có nghĩa là cái phương pháp khi mà chuyển qua cách quản lý mới á, thì người ta vẫn theo cái công cán nó động cũ nên công nhân họ cạo mũi nhiều lắm. Mấy đợt con đục nè cũng ngay bon hết này chứ có đục thua ai đâu, nhưng chẳng qua làm biến mưa miết. Cái này là hại nhất là cạo thứ hai và tăng mũ mà tầm khoảng gấp 2 lần mấy 3 lần là coi như cây nhanh kiệt lắm. Đi trang nông trường chưa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mũi rồi. 8 mũi là thấy được 2-4 ngày rồi đó, gần tháng rồi đó mà chưa lên trên á. Nhưng khoan kiểu kia là chưa thấy, chưa thấy khoan kiểu kia là giờ mất tiêu rồi đó. Khoan kiểu kia là nhưng hết con làm cái này hơi ngắn nè, khoảng cách này nó có 2 ngón tay, thấy không? Này, này, ở đây vậy là con xuống đây một hàng nữa, nhưng mà con nếu muốn vậy con phải làm dưới này 3-5 cm là đúng rồi anh. Có nghĩa là cái 3 ngón tay á, là hồi xưa anh nhớ nó là trọt, người ta cứ làm lẫn hoài à. Còn khoan sau này là từ 3-5 cm. Vậy hả? Còn trọt xung quanh là chú mà chú khoan dưới này mũ nó không nhiều bằng ngay chỗ này đâu nha. Gần đây nè, tại sao con khoan gần luôn hả? Đó có mấy cái cây con khoan xa mà con bỏ rồi, đầu có mé bên này từ 3 phân là ok. Đây nè, mấy cái lỗ này khoan xa nè, khoan xa nè, nó đâu có mũ đâu. Chú thấy như cái chỗ này nó không mũ luôn nè, này nó không mũ đâu. Nhưng mà khoan sát sát vậy là mũ nó mới giữ nè. Khoan sát vậy chú thấy đó, bây giờ rút ra mà mũ dây nó còn chảy nè. Đâu phải đâu, như cái giường mũ à, không chú vô coi mấy này mà nó trào trào mũ ra là biết liền. Như mấy cây này nè, mấy cây nhỏ không nói, cái nhỏ không nói chứ mấy cây vườn vườn này nè, chú ngó cây là cây trung bình, cây này đâu có to đâu. Nhưng nó to dưới cái giường này thôi chứ. Cái giường này mà cây nào cũng như cây đó, năm muôn mẫu đất bình thường ấy. Anh cứ nghĩ đây, 1 kg thôi, 1 kg nó anh lấy 7 ngàn thôi, một năm, một tháng là 1 tháng 10 ngày đi, 1 tháng 10 ngày là anh thấy là được 70 ngàn chưa, năm cho 8 tháng là anh thấy được 500 thôi, anh tính 500 thôi, mà 1 ngàn cây vậy 500 anh tính phải 500 triệu chưa. Tính đơn giản vậy thôi á. Cái phương pháp này á, nếu mà vườn nào mà cái mũ mà nó bị kém hoặc là cây thực sinh nhiều á, hoặc là mũ nó bị đông nhanh mà sản lượng nó kém á, mình đầu tư này rất là hiệu quả luôn. Thì nó làm cho mũ nó giảm được sánh nên nó ra nó nhiều. Còn mấy cây bên kia cũng bỏ không chưa làm, nó mưa ra chén nè, bên này ra chén không nè, mưa ra nó to nó đông lại nè chú, chưa làm kịp á. Mấy bữa đi làm cho vườn con, bên này con cũng chưa dời nữa mà. Đầu mùa giờ con bỏ khúc dưới này luôn á chú. Đây xuống dưới là bỏ luôn, có khúc dưới là chưa đóng chưa gì, bữa bụng vườn giác mới chưa. Xin chào các bạn, đây là cái vườn mà sử dụng áp khí
sử dụng là cái kiểu như thế này, cái chai và cái thau nút, rẻ tiền nhưng mà khá hiệu quả. Vừa cắt đây, cái bộ ép khí bên mình nè, không dán keo nè, nồi nút cũng không có dán keo luôn nên nó không bao giờ nó bị vào rỉ khí ở dưới cả. Bỏ đây để cho vệ sinh chế. Những cây thực sinh ở suối Hột thì rất là nhiều mủ, tại những cây đó thì thường mủ đông rất là nhanh nên sản lượng nó thấp, nhưng mà sử dụng áp khí thì sản lượng rất là cao. Với cái đa phần là người, nếu mà cái phương pháp này á, mà lấy mủ theo định mức, có nghĩa là mình không có lấy mủ theo cái sức cây thì cây nó sẽ không có vấn đề gì hết. Còn nếu mà lấy mủ mà tăng gấp 3-4 lần á, và theo đợt 2 á, thậm chí là heo đê 3 mà tăng mũ gấp 3-4 lần thì cây nó sẽ dẫn tới cây là nó sẽ bị kiệt. Mà nó bị kiệt á, thì nó sẽ chuyển qua khô mũ nhanh và kháng ethylene và dẫn tới là những cái vườn khô miệng giống như nông trường hồi xưa. Hoặc là nó đợt kháng nó yếu, nó dễ bị bệnh á. Thì nếu dùng cái này thời gian đầu mà bỏ phân á, thì bộ rễ phát triển rất là tốt. Rồi sau này thì nó sẽ khả năng ra mũ nhiều hơn là so với những cái vườn bình thường lúc đầu không bỏ phân. Thì còn cái vấn đề phương pháp Rim Flow của Malaysia, đến giờ bên Malaysia người dân vẫn sử dụng rất là thành công. Những vườn họ sử dụng 12 đến 15 năm thì cây vẫn phát triển tốt bình thường, chủ yếu là cái mục đích của họ là miệng để giảm cái diện tích cái miệng cào lại để tiết kiệm giá cây và khai thác lâu dài, và đồng thời là cái rút ngắn thời gian cạo lại, cạo từ 5 đến 7 phân hoặc là từ 7 đến 10 phân thì nó rất là nhanh so với cạo hết miệng, và họ chuyển qua họ cạo đơ 4. Còn cái phương pháp đó lúc đầu thì cao su Việt Nam thì thí điểm nó thành công, nhưng mà khi áp dụng thì xuống nông trường thì do cái cách quản lý nó không có thay đổi, so với, nó không có phù hợp với cái kỹ thuật mới là khoán sản lượng cho công nhân. Vì vậy là công nhân là họ cạo D2 và cạo miệng lớn thì nó gây tình trạng là mũ ra quá nhiều, dẫn tới cây nó bị kiệt và nó trở nên suy, cây bệnh dễ bị mắc bệnh nấm hồng, hoặc là cây nó sẽ bị tình trạng là đông mũ cực nhanh. Còn nếu mà mình lấy một cái lượng mũ phù hợp á, thì nó không có vấn đề gì với cây hết. Và cái phương pháp này thì nó cải tiến so với hồi xưa, là thứ nhất là nắp chóp nó nhỏ và 3 tháng thì mình dời một lần thì nó không xảy ra tình trạng là một tháng mình dời một lần nó không sẽ xảy ra tình trạng là nấm mốc nó phát triển ở trong cái khu vực nắp chóp giống như nông trường hồi xưa là nó bị mất tiếng mũ xung quanh đó. Còn bây giờ thì sau thời gian những cái vườn làm 5-6 tháng thì chọt lại cái vị trí cũ, nó vẫn có mũ bình thường, chứng tỏ là cái tiếng mũ nó không bị ảnh hưởng. Cái hai là cái khoan thì nó không có khoan vô gỗ, nó chỉ cắt cái một phần của lớp da lụa thôi để nó tạo mũ thôi, nên cái vùng da đó thì nó sẽ nhanh chóng hồi phục và nó vẫn có tiếng mũ bình thường, cây vẫn sẽ phát triển bình thường, nó không có bị ngắt mạch mũ cái cao su. Với lại cái hai phương pháp này cải tiến hơn một cái là cái vùng cắt của nó rất là nhỏ, cái mũ khoan rất nhỏ và nó cho vô trong những cái ống thì nó là vết thương kín nên nó sẽ không bị nước mưa rò rỉ vô, và thường sau khi mà nó cạo xong thì mũ nó sẽ đông vô trong những cái vết này nó lành lại, nó bít lại, nó chặn cái nước mưa thâm nhập thì nó vết thương nó sẽ nhanh lành và nó sẽ tốt hơn. Thì lợi ích của nó thì lấy được những ngày mưa làm ban ngày thì kiếm thêm những thu nhập những ngày mưa. Thì khi mình lấy đồ đặn vậy đó thì cây sinh lý cây nó trở nên tốt và nó tạo mũ nhiều hơn so với là ngắt quẻn. Ok, còn khoan thì sẽ khoan từ trái qua phải theo hàng ngang, cách nắp chóp vị trí từ 3 đến 5 phân thì nó sẽ tạo ra kết quả tốt nhất. Thì sau đó một tháng mình dời cái nắp chóp qua tầm khoảng 8 phân và mình tiếp tục theo hàng dọc như thế này. Rồi sau đó hết thân cây thì mình sẽ dời lại cái nắp chóp ở vị trí giữa hai nắp chóp cũ và mình khoan ở phía trên, cũng tương tự như phía dưới rồi giáp trồng xung quanh thân cây.
Ok, xin chào các bạn.